quay con trai và mai chặt heo tiếp cho cả nhà xem này. Cánh tay trái chặt heo rất lưu lượng cả nhà. Chặt chấm. Này 550 răng cho chấm chín đi cô. Tay trái mình chặt quen nóng như tay phải thôi đúng không? Thuận thôi nóng như người ta chặt tay phải. Tay thuận. Giống bà ngoại. À, chặt tay trái giống bà ngoại ấy cả nhà. Bà ngoại nó xài tay trái. Ngoại nó chưa nhỏ mà. Từ nhỏ luôn à, mấy bà ngoại luôn á. Hồi xưa đi bán heo quay á, là bà ngoại mới quay cho heo cho bán. À, ngày xưa đi bán heo quay bà ngoại quay bà cho bán. Hồi trước khi ra chặt heo ở nhà là quay heo một nguyên một lò heo xong mới ra à em? Đó, lò này quay không đó. À, đây là nguyên cái heo này là con trai chị Mai quay đó cả nhà. Quay heo xong nguyên một nò heo buổi sáng bán á. Mình ra chặt heo phụ chị Mai buổi sáng 10 giờ cả nhà. Chị trai rất giỏi cả nhà. Vừa quay heo vừa ra phụ chặt heo bán heo buổi chiều cũng có luôn đó cả nhà. Cả nhà hay xem mấy clip buổi chiều. Thank you.
sườn non kia. Chỗ này bán nhiều lên YouTube rồi không? Đúng rồi, chỗ này lên YouTube này. Vâng. Hàng gì nãy giờ tôi kiếm mà không. Vâng, cái này là buổi sáng. Buổi sáng ăn đây. Buổi sáng. Cái nhiều chị? Tôi kiếm 175. Có lại được. Đi vòng nãy giờ. Đúng rồi. Đường này chọn nó hơi khó tìm á. Nhiều khi đi vô chỉ đường khó lắm, cứ đi chỉ nó đâu chính xác đâu. Mình đi cứ vô chợ thì tiên thì hỏi. Em coi trên mạng anh thấy anh như vậy, em cho xíu đúng là như vậy. Đúng không? Quay giòn ngon, nên mình ghé mua. Hãy liên vòng rồi đó. Có tiền nó kêu quá. Đúng rồi. Là lần đầu anh cũng đi đến đây mua heo quay về ăn. Lần đầu tiên. Anh có xem nhiều rồi đó. Nhiều rồi, anh có xem nhiều rồi. Anh ở đâu? 325. Ở quận 9 này cả nhà. Cách quận 9 đến đây mua. Ở đây hết. Anh YouTube tên nào? Anh đặt Sài Gòn vào du lịch đi. Buổi chiều tai heo, đầu heo, cái gì có hết, cái gì ngon hết. Hơn 1 ký tính anh có 1 ký đây. Cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn theo dõi ủng hộ mình nhé cả nhà.